Đầu tiên nhất thì chúng ta phải nói bầu cử của Mỹ. Thì các quý vị cũng biết đó, trong một cái bối cảnh bầu cử của Mỹ, và Nguyên đã từng được người ta cho rằng là cuồng Trump. Và có rất là nhiều người trong đảng Dân Chủ họ rất là ghét Nguyên. Đặc biệt là họ có những ngôn từ rất là khó nghe dành cho Nguyên, đặc biệt là trong cái giai đoạn bầu cử cách đây 3-4 năm về trước. Tất nhiên là con Nguyên đã khẳng định thêm một điều nữa. Tánh của Nguyên á, là Nguyên cái gì cũng đưa trên một cái bàn cân cả. Một cái bàn cân. Nguyên không có ủng hộ bất cứ một cái người nào mù quáng bất kỳ chết. Nguyên không ủng hộ cá nhân người đó. Mà Nguyên chỉ có ủng hộ cái đường lối chánh trị của người đó đi mà thôi. Nguyên không có fan cuồng. Nguyên không có fan ca sĩ. Nguyên không fan nghệ sĩ. Nguyên không có fan diễn viên. Nguyên chỉ thấy người đó đóng hay, người đó hát hay, Nguyên yêu mến, ủng hộ. Người đó hát dở, không yêu mến nữa. Đơn giản là như vậy. Một nhà chánh trị gia lỗi lạc, thành công, có nhiều mặt hay, Nguyên ủng hộ, Nguyên yêu mến. Bởi vì ông đó tạo ra được cái phúc lợi cho nhân dân. Và cái lập trường chánh trị của Nguyên, nó không đứng về đảng phái, mà nó đứng về lợi ích của nhân dân. Trong Nguyên khẳng, Nguyên không cần đứng về đảng nào cả. Nguyên cũng không cần biết bác đứng được vào đảng nào. Trong cặp mắt của Nguyên, nó không quan trọng cái điều đó. Bác nói là bác Cộng Hòa, bác Cộng sản, bác Cộng gì kể bác. Chỉ là Nguyên có cái hành động của bác, nó có đem lại cái lợi cho nhân không? Nếu cái hành động của bác nó có đem lại cái phúc lợi, thì Nguyên sẵn sàng ủng hộ bác, dù bác đảng nào. Thì các quý vị cũng biết trong cái bầu cử giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, và do cái sự đại diện cho cựu Tổng thống Trump và bà Kamala Harris, thì bây giờ chúng Nguyên nói thẳng luôn, lập trường của Nguyên vẫn nghiêng về bác Trump. Nghiêng về bác Trump. Vì Nguyên thấy bác Trump nó sẽ tạo ra được cái phúc lợi cho người dân Mỹ, cũng có một chút xíu cái lý tưởng bảo vệ Đài Loan hay là vấn đề an ninh trật tự ở Biển Đông mà Nguyên cần bảo vệ. Vì đó là cái lý tưởng và cái đường lối chánh trị mà Nguyên đang theo đuổi. Nó là cái điều mà bác Trump bắt lên đó, thì Nguyên nghĩ rằng là cái đường lối của bác Trump nó sẽ giúp đỡ rất là nhiều về vấn đề trật tự an ninh ở khu vực Á Châu, mà cái khu vực mà chúng ta đang lo lắng. Tất nhiên đây là cái lập trường cá nhân. Nhưng mà bây giờ người dân Mỹ thì họ bỏ phiếu như thế nào? Vì Nguyên đâu phải là cử tri Mỹ, Nguyên đâu có bỏ phiếu. Nguyên không đủ tư cách để bỏ phiếu, vì không phải là cử tri Mỹ, phải là người mang quốc tịch Mỹ. Đó. Thì họ mới là người bỏ phiếu. Thì bây giờ lựa chọn sao đây? Tất nhiên là phần lớn thì đảng Dân Chủ sẽ bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa phần lớn sẽ bỏ phiếu cho Cộng Hòa. Và những cử tri trung lập, mình kêu là cử tri trung lập, là những cử tri họ giống cái quan điểm của Nguyên, họ không đặt tâm về đảng phái. Họ không đặt tâm về đảng phái, họ chỉ có đặt tâm về cái người đó như thế nào thôi. Còn đảng họ vẫn không quan trọng. Vì cái cử tri giống như Nguyên gì đó, nó có nhiều lắm. Chứ không phải là không có, nó chiếm 1/3 của cử tri ở tại Hoa Kỳ lần. Những người như Nguyên gì phải thuyết phục họ bằng cách này. Những người mà cái lập trường của họ nó hoàn toàn không đứng về đảng phái, và họ chỉ đứng về những cái phía cạnh quyền lợi, lợi ích, hay là phía cạnh tư tưởng chính trị của họ. Và họ ủng hộ theo tùy giai đoạn khác nhau, tùy bầu cử mỗi năm. Thì bác Trump ngày hôm nay có câu rất là hay. Các quý vị dễ lắm, các vị không biết lựa chọn nó dễ lắm. Một là các quý vị bỏ phiếu cho một cái bà đó, bà chuyên gia ân xá cho tội phạm. Còn hai, các quý vị bỏ phiếu cho tôi là những người trục xuất tội phạm. Các quý vị cứ lựa chọn. Cái câu nói này của bác Trump khá là khôn khéo, Nguyên đánh giá rất là cao. Cái câu nói rất là đơn giản. Các quý vị không biết bỏ phiếu cho ai đúng không? Một là các quý vị chọn cái bà đó, bà ân xá cho tội phạm, bà thả tội phạm ra ngoài. Còn tôi là cái người sẽ trục xuất tội phạm ra khỏi đất nước của tôi. Thì đây là một cái cách ví dụ của bác Trump, nó rất là nhẹ nhàng. Lâu lâu bác mới dùng những từ nhẹ nhàng nhé. Không phải lúc nào bác cũng dùng từ nhẹ nhàng. Lâu lâu thì bác rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái sự nhẹ nhàng của bác đó, nó là miêu tả lên hết một cái vấn đề mà người Mỹ họ đang bận tâm. Đó là vấn đề an ninh. Họ nêu lên hết cái vấn đề bận tâm, vấn đề an ninh. Vì các bạn biết là Mỹ bây giờ là người ta bận tâm về kinh tế và an ninh là hai cái chủ đề chính. Thì bác Trump, bác đã có một cái bài phát biểu đối với Nguyên khá hay về cái mô tả để cho những cử tri, Nguyên kêu là cử tri trung lập đó, những cử tri mà họ không có nghiêng về bất cứ một cái đảng phái nào hết, và họ bỏ phiếu theo cái tình cảm cá nhân hay là cái quan điểm chính trị cá nhân của họ mà thôi. Thì đây cũng là một cái điều mà bác Trump đã lấy được điểm. Nhưng mà cuộc đua vào tòa bạch ốc nó còn dài, nên là thắng bại chẳng ai biết, con đường thắng thua chưa biết của chú và anh chị em nha. Nên là ai cũng đang có những cái xu hướng, đặc biệt là gần đây thì đảng Dân Chủ đã có thấy rõ được là
tung ra nhiều đoàn, tung ra khá là nhiều đoàn. Đặc biệt thì bà phó tổng thống, bà ta học được những kinh nghiệm sự thất bại. Có nghĩa là bà ta đã thấy rõ được cái sự thất bại của những sự tranh cử trước. Bà ta thấy được, hiểu được cái sự xu hướng của người dân muốn cái gì, mong đợi cái gì. Thì bà ta đánh cái đó. Thứ hai nữa thì trong cái 4 năm, 3 năm mấy trong thời của Bác Rô, thì Bác Rô có nhiều sự thất bại nhưng cũng có những sự thành công. Thì bà ta cũng tích lũy ra những cái sự thành công của Bác Rô, đặc biệt là vấn đề ngoại giao với đồng minh. Thì bà ta cũng đã có đi theo những xu hướng. Thì những cái xu hướng của bà phó tổng thống đó, nó cũng đem lại có nhiều thắng lợi. À, bây giờ thì Trung Nguyên hỏi một câu, hiện bây giờ chúng ta không có đông lắm. Hiện bây giờ chúng ta chỉ có 4.500 người đang xem thôi. Nhưng mà Nguyên chắc là mấy bác là ở bên Việt Nam là ủng hộ Bác Trung. Đúng không? Chúc Nguyên không hỏi mấy bác ở Mỹ. Vì ở bác ở Mỹ thì Việt Nam, ở bên Mỹ là quái Việt Nam Cộng Hòa. À, đáng Cộng Hòa lắm. Nguyên thấy đó. Nguyên thấy là cộng đồng người Việt Nam là khoái Việt Nam Cộng Hòa, xã hội Cộng Hòa lắm, đáng Cộng Hòa lắm. Nguyên hỏi mấy cô chú anh chị em người Việt Nam, mấy bác ở Việt Nam thích ông, thích ai đây, thích bà phó tổng thống hay là thích Bác Trung? Nguyên hỏi mấy cô chú anh chị em người Việt Nam đó, chứ đừng có ở bên nước Mỹ. À, ở bên Việt Nam đó, thích Bác Trung hay là thích phó tổng thống? Vì Nguyên đã thấy không, Nguyên biết, mà người Việt Nam mình á thích Bác Trung, vì trong đồng đó chúng ta suy nghĩ là Bác Trung lên là Trung Quốc chết. Thì chúng ta thấy rõ được là chỉ có Bác Trung là người khởi đầu cái vấn đề đánh kinh tế Trung Quốc. Bác Trung đã bắt đầu đã ngăn chặn sự phát triển của Trung Quốc, và Trung Quốc đã thụt lùi khi Bác Trung lên. Chúng ta thấy rõ điều đó. Nên là người Việt Nam chúng ta nói thực tế thì chúng ta có biết Mỹ gì là gì đâu. Mình biết Mỹ Tho nè, Mỹ Thuận nè đó, còn Mỹ Đế mình có bây giờ ở đâu mà biết. Nhưng mà mình biết rằng Bác Trung lên là cái cơ hội ông Trung Quốc ông không có quậy được, và như vậy chúng ta ủng hộ thôi. Thứ hai nữa, mình thấy một cái nhà lãnh tụ họ có cái lòng yêu nước, vì chủ đề hôm nay là chủ đề nước, là cái người mà họ đặt cái quyền lợi cho người dân lên hàng đầu. Mình cũng ước ao chứ các vị, con người mà ước ao mà mình có ông lãnh tụ như vậy, ông tụ mà ông thương dân như vậy, ông lo dân như vậy. Thực tế cô chú anh chị em, người dân nó dễ thương lắm. Vì người dân họ không cần biết ai làm chính phủ. Nguyên nói thẳng luôn, ông bà nào lên cũng giống nhau đối với họ. Quan trọng là ông bà đó lên lo dân là họ khoái, thương dân là họ thấy họ vui mừng vô cùng. Nó là cái hành động của Bác Trump đó, bác đưa ra những cái đạo lực và đặt cái quyền lợi của nhân dân lên hàng đầu đó. Thì người dân Việt Nam chúng ta thích là thích chỗ đó. Thích là thích chỗ đó. Đó là Nguyên thấy là người dân trong nước và ngoài nước của người Việt Nam chúng ta, cộng đồng người Việt Nam thôi nha, Nguyên không nói cộng đồng khác, vì những cộng đồng khác thì người ta có những cái quan điểm khác. À, cộng đồng người Việt Nam chúng ta từ ở Mỹ, ở tại châu Âu hay tại Việt Nam, thì Nguyên thấy là người ta nghiêng về Bác Trung nhiều hơn là bà phó tổng thống. Đây là những cái bản tin liên quan đến một chút xíu về Bác Trung bầu cử tại Hoa Kỳ. À, ngoài ra thì các vị cũng biết á, vừa qua thì Bác Trung có một bài phỏng vấn ở tại Arizona, đang nói chuyện phỏng vấn thì Bác Trung đã nói với cô phóng viên á, là phía bên an ninh á, họ không muốn cho tôi đứng ở đây và cũng không muốn cô phỏng vấn tôi ở đây. Thì các vị biết là cái an ninh về cựu tổng thống Trump bây giờ nó rất là chặt chẽ sau khi cái cuộc ám sát hụt vừa qua. Và bây giờ cựu tổng thống Trump trong cái giai đoạn phải tranh cử, nên là ông ta phải đi ra làm những cái buổi nói chuyện, meeting ở ngoài trời đó. Thì hiện bây giờ bảo vệ rất là chặt chẽ. Hiện bây giờ bắt Trump đi đâu cũng có kiến hết, bảo vệ trong nhà kiến hết. Và vừa qua thì Mỹ cũng đã bắt một kẻ thủ phạm đe dọa ám sát bắt Trump. Bởi vì các vị cũng biết là người Mỹ mà, người nào cũng vậy, đất nước tự do mà. Đó là cái suy nghĩ người ta nó không bị cấm cản. Và có người yêu và người thích. Để chúng ta hiểu rõ được là Bác Trump không phải người nào cũng yêu. À, có nhiều người vô cùng ghét Bác Trump. Nhưng mà đó là chuyện nó phải, Nguyên cũng vậy thôi. Nó thật tế Nguyên cũng vậy. Các vị cũng biết là con người đó, để cho người khác yêu thì khó lắm. Để cho người ta ghét thì nó dễ. Thì ghét là dễ. Và có người yêu người ghét là chuyện bình thường. À, người yêu mình đó thì người ta nhìn mình một cái phía cạnh tốt, còn người ghét mình thì người ta nhìn mình phía cạnh xấu, thì lúc nào người ta cũng tìm đủ thứ biện pháp để hại mình cả. Nhưng mà người hại không có chết đâu, ông trời hại mới chết. Bảo đảm với các cái vị, người hại không bao giờ chết. Đặc biệt là đối với Nguyên là không có xi nhê gì hết. Đối với Nguyên đó, các cái vị là người ta mà nói cái gì Nguyên là nó không có tác dụng, bởi vì Nguyên không bao giờ bận tâm nha. À, thường những người mà tổn thương được Nguyên là người thân của Nguyên. Còn tất cả ai muốn nói gì nói. Vì ở đối với Nguyên là Nguyên tôn trọng cái suy nghĩ đối lập. Và người ta có quyền nói xấu Nguyên thoải mái. Đối với Nguyên không có bận tâm. À, thực tế là Nguyên không có bận tâm được đó. Ai thích nói gì nói. Vì miệng của họ mà mình đâu có cấm được.
suy nghĩ của họ, miệng của họ mà. Nguyên chỉ có làm cái gì mà mình muốn làm và làm càng ngày càng tốt hơn mà thôi. Còn ai muốn nói thì gọi cứ nói. Và bây giờ đó là bản tin của Hoa Kỳ. Và Trung Nguyên mạng Pháp liên quan cũng Hoa Kỳ, một bản tin rất là quan trọng mà Nguyên nghĩ là cần phải chia sẻ với các quý vị, đó là liên quan đến hạt nhân. Ngày hôm nay thì cái báo cáo của Hoa Kỳ nó được ra, một cái báo cáo rất là dài về vấn đề hạt nhân cả toàn cầu. Đây là một cái báo cáo 4 năm một lần. Đây là cái báo cáo đánh giá mới của Mỹ đã đưa ra để chuẩn bị ứng phó cho cuộc chiến tranh toàn vẹn trong sắp tới. Trung Nguyên nói một câu là các quý vị cũng biết là thế giới ngày hôm nay là một cái thế giới nó bất ổn. Chúng ta thấy tình trạng chiến tranh ở tại Ukraine. Chúng ta thấy vấn đề căng thẳng ở tại Trung Đông. Chúng ta thấy cách mạng ở khắp nơi trên thế giới. Chúng ta thấy ở tại Venezuela. Chúng ta thấy ở tại Bangladesh. Và nhiều nơi khác nữa. Chúng ta thấy những cái hòn đảo cũng giống như hảo của Pháp đòi độc lập. Có thể nguyên nói là khắp nơi trên thế giới. Khi lúc đó cái bầu cử Mỹ nó đang sôi động. Rồi vấn đề Philippines và Trung Quốc hay là vấn đề nhiều quốc gia khác giống như là Nam Hàn và Bắc Hàn. Vấn đề Nhật Bản và Nga và Trung Quốc. Nói chung là chỗ nào chúng ta cũng thấy có cái mối đe dọa. Và tất nhiên là những cái vũ khí mà người ta lo nhất, mà Trung Nguyên nói vũ khí hạt nhân là vũ khí có thể tiêu hủy cái nền văn minh của nhân loại. Nghe nói thì nó khá là phức tạp. Nói chung chung là tiêu hủy con người đi xuống dưới hết một lớp. Nói chung chung là vậy đó. Chúng ta có 8 tỷ người bây giờ. Và vũ khí hạt nhân có thể xóa sổ hết 7 tỷ người. Đó. Rồi xuống ở dưới mà xếp hàng để mà đăng ký chứng minh nhân dân. Nó khổ lắm. Đó. Thì để chúng ta thấy rõ được là hiện bây giờ cái vấn đề vũ khí hạt nhân là cái vấn đề người ta lo lắng khi cái tình hình chiến tranh căng thẳng. Nên là cái báo cáo của Mỹ cứ 4 năm một lần thì họ sẽ viết lại cái báo cáo và họ coi là những cái quốc gia thù địch của mình. Những cái quốc gia đang ngày xưa không có, bây giờ có vũ khí hạt nhân, ngày xưa có ít, bây giờ có nhiều. Thì họ đánh giá lại cái tiềm năng nguy hiểm để họ chuẩn bị ứng phó nếu sự việc xấu xảy ra. Thì ngày hôm nay cái báo cáo của Mỹ mà Nguyên mạng Pháp là Nguyên chỉ có đọc sơ bộ vì cái báo cáo nó rất là dài. Và Nguyên chỉ có đọc sơ mà thôi, nên là Nguyên chỉ có tóm tắt lại cho các quý vị. Chứ Nguyên không thể nào dịch bằng tiếng Việt ra tất cả những chi tiết cụ thể được. Trong cái báo cáo này đó thì nó nêu lên vài quốc gia mà Mỹ cho rằng đã có sự thay đổi lớn. Đặc biệt là Mỹ đã nêu lên vấn đề Trung Quốc. Cho rằng là cái sự sản xuất vũ khí hạt nhân của Trung Quốc với một cái tốc độ quá đáng, e ngại. Cho rằng là cái báo cáo thứ nhất của Trung Quốc nó không trung thực. Vì theo những cái gì mà Trung Quốc báo cáo là Trung Quốc chỉ có mấy trăm đầu đạn hạt nhân như là 100 mấy gì đó. Nhưng cái báo cáo của Trung Quốc, Mỹ đánh giá nó không trung thực. Đặc biệt là những năm gần đây thì đã thấy rõ được là Trung Quốc đã thu mua rất là nhiều để chế tạo vũ khí hạt nhân. Và hiện bây giờ đối với Mỹ, cái tiềm năng hạt nhân của Trung Quốc có thể là rất là nguy hiểm. Trung Quốc hiện bây giờ Mỹ cho liệt kê rằng là cái quốc gia nguy hiểm nhất về vấn đề hạt nhân. Thì cái điều này các vị cũng thấy rõ được là Mỹ không đánh giá Nga, vì Nga đã biết. Nhưng Trung Quốc thì Mỹ không nắm rõ. Cái điều đó nguy hiểm nhất. Các vị biết là cái gì cũng vậy, khi kẻ địch thì chúng ta đã biết hết rồi. Cũng giống như khi người yêu mới yêu nhau chưa biết nói nhiều lắm. Thiệt tế luôn, một ngày nói chuyện cả tiếng đồng hồ telephone, 2 tiếng, 3 tiếng. Nói chuyện mà nguyên nói là trái telephone, nấu cháo telephone mà vẫn có thể nói được. Bởi vì chúng ta chưa biết nhau, thì nói dữ lắm. Nhưng mà ở với nhau 5 năm, 6 năm không nói câu nào hết. Thì biết nhau quá gần rồi. Nó không còn nguy hiểm nữa. Thì đất nước Trung Quốc hiện bây giờ, là nó hiện bây giờ Mỹ không biết về vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Hoàn toàn không nắm rõ được vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Mỹ không biết là số lượng là bao nhiêu. Loại vũ khí gì. Sự công phá nó như thế nào. Trung Quốc đặt ở đâu. Những cái đó Mỹ không biết được. Và Mỹ cho là đây là cái mối đe dọa. Cái gì chúng ta không biết là chúng ta sợ. Con người chúng ta là như vậy. Chúng ta sợ những cái gì chúng ta không biết. Chúng ta e ngại những gì chúng ta không biết. Và cái điều đó là cái điều mà chúng ta thấy rõ được là cái sự việc nó xảy ra như vậy. Thì ngày hôm nay Mỹ đánh giá hàng đầu chính là Trung Quốc. Sau đó thì Mỹ đã đánh giá cái thứ hai đó là Bắc Hàn. Mỹ cho rằng là trong cái hành động của Bắc Hàn ngày đây là cái tầm động khá là gây hấn. Bắc Hàn đã không ngừng sử dụng quả tiễn để mà tấn công ở nhiều nơi để mà thí nghiệm. Và cái khả năng vũ khí của Bắc Hàn thì tất nhiên là nguyên nó là có thể tạo ra cái cuộc chiến tranh lớn ở những khu vực. Nên đối với Mỹ, cái đánh giá cái quốc gia thứ hai nguy hiểm về vũ khí hạt nhân chính là Bắc Hàn. Thứ ba mới là Nga. Nga được xếp hạng thứ ba trong cái báo cáo 4 năm một lần của Hoa Kỳ. Và thứ tư là Iran.
Mỹ cho rằng là Iran hiện bây giờ đã có vũ khí hạt nhân nhưng không được công khai mà thôi. Tất nhiên là số lượng ít nhưng Iran đã có. Thì đây là cái báo cáo để cho Mỹ chuẩn bị đưa ra những cái biện pháp để ứng phó cho những ngày kế tiếp. Đặc biệt là đây là những cái báo cáo nó quan trọng trước khi cái thềm bầu cử ở tại Hoa Kỳ. Và người ta cũng muốn khẳng định cái lập trường trước khi một tân tổng thống lên nhiệm kỳ. Thì đây là một cái điều mà chúng ta cần nên biết mà thôi, cô chú anh chị em, nó đây là những sự cần nên biết thôi, chứ nó không phải là cái vấn đề gì nó quá quá quan trọng. Bởi vì cái vấn đề này Mỹ họ vẫn, chính phủ, đặc biệt là chính phủ của Bắc Trump vẫn biết là cái tiềm năng đe dọa nhất của Mỹ chính là Trung Quốc chứ không phải là Nga, vì Trung Quốc mới có đủ khả năng cạnh tranh với Hoa Kỳ bằng nhiều mặt khác nhau, về mặt kinh tế, về mặt quân sự, về mặt văn hóa, về mặt truyền thông. Trung Quốc là một cái cạnh tranh trực tiếp đến quyền lợi của Hoa Kỳ. Đây là bản tin liên quan đến vấn đề của Mỹ, về cái báo cáo của Mỹ về vấn đề hạt nhân mà Nguyên muốn chia sẻ sơ bộ cho các quý vị. Và bây giờ chúng ta cập nhật một bản tin Trung Đông rồi Nguyên có quay trở lại cái chủ đề yêu nước của chúng ta ngày hôm nay. Bản tin của Trung Đông ngày hôm nay thì các cô chú và anh chị em, các bạn mến thương cũng biết đó là tình trạng của Trung Đông, thì chúng ta cũng đã thấy rõ đó là tình trạng của Trung Đông nó đang khá là nguy kịch, và tình trạng hiện bây giờ thì nó có một cái dấu hiệu hạ nhiệt, đó là cái tin khá tốt. Đặc biệt là gần đây giữa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã xích gần lại với nhau, đã có một cái sự thỏa thuận giữa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, và hiện bây giờ chúng ta không thấy một cái dấu hiệu Iran trả đũa Do Thái. Thì đối với cái đánh giá của gọi là tổng quát với cái tình trạng hiện bây giờ nó khá tốt, là tình trạng đã có những cái biện pháp giải quyết. Tất nhiên là đối với Nguyên đây là cái biện pháp tạm thời, vì Trung Đông còn những cái thế lực muốn tạo ra sóng gió, và cái thế lực đó chính là Trung Quốc chứ chẳng có ai xa lạ hết, thì sẽ còn tạo ra sóng gió. Nên là hiện bây giờ ở Trung Đông tạm thời bây giờ đó, nó là một cái điều tốt. Tới bây giờ thì cái bước ngoặt mà thấy là Iran đã xích gần lại với Thổ Nhĩ Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng những cái biện pháp ngoại giao để xoa dịu đi Iran, thì cũng là một cái điều tốt rồi. Thì Nguyên mong là trong những ngày kế tiếp thì vấn đề của Trung Đông nó sẽ lắng động để chúng ta có thể giải quyết cái vấn đề chiến tranh Ukraine và Nga kết thúc. Và sau chiến tranh Nga và kết thúc thì nó sẽ giảm bớt đi nhiều vấn đề khác. Và bây giờ chúng ta chuyển sang một bản tin của y tế, và sau đó thì bước qua bài bình luận của Nguyên ngày hôm nay. Bản tin của y tế rồi bản tin liên quan đến đậu mùa khỉ. Thì các vị cũng biết lỗ một cái loại dịch bệnh nó xấu như con cá sấu, nó nổi ở chỗ nào nó cũng nổi, nó không tha chỗ nào cả, và mục nào mục nấy nó bự chà bá lửa đó. Và hiện bây giờ thì Việt Nam đang báo động về vấn đề y tế, có nghĩa là vấn đề trong một bệnh viện hay là trong vấn đề hải quan. Và hiện bây giờ tin xấu đó là cái ca đậu mùa khỉ đầu tiên nó đã xuất hiện ở Á Châu, nó nằm ở tại Thái Lan, Kapanikap. Và các vị biết là Thái Lan với Việt Nam thì thường xuyên qua lại mà. Nên là đậu mùa khỉ đã đến Á Châu chúng ta rồi. Nha, Thái Lan có ca đầu tiên đậu mùa khỉ. Hiện bây giờ chính phủ Thái Lan cũng đang báo động về vấn đề an ninh dịch bệnh. Và Nguyên đang rất là lo, không biết là trong những ngày kế tiếp nó có đến Việt Nam hay không. Nha, đặc biệt là mấy cô sợ lắm, nó xấu lắm, không ra ngoài đường luôn. Tốn bao nhiêu tiền để mà thẩm mỹ, tốn bao nhiêu kem, sức dưỡng da, nó nổi cục nào cục nấy vô mặt là xong rồi. Đó là xong luôn. Đó là hiện bây giờ đó thì cái vấn đề đậu mùa khỉ đó là một cái loại dịch bệnh mới, đang có một cái tốc độ lây lan cũng đáng lo lắng. Và nó đã đến Thái Lan rồi, nghe cô chú và anh chị em. Đó là hiện bây giờ thì Việt Nam chưa công bố có cái ca nào cả, nhưng mà Thái Lan thì đã công bố. Thì có một sẽ có hai, và có hai nó sẽ có ba, và con số nó sẽ tăng. Nếu mà không biết cách gìn giữ bảo vệ y tế thì nó sẽ không thể nào mà không ngăn chặn nó được. Và y tế WHO đã công bố cụ thể, báo động cả toàn cầu rồi. Dành đặc biệt cho cô chú anh chị em nào tại châu Âu về liên quan đến dịch bệnh, tháng 11 luật lệ của châu Âu sẽ thay đổi về vấn đề hải quan. Ngày xưa chúng ta đi nó không có xét mới, và chúng ta cũng không cần phải có trình bày gì hết, nhưng có thể tháng 11 sẽ thay đổi về nhiều vấn đề, về vấn đề y tế, bởi vì liên quan đến đậu mùa khỉ nên là người ta có phần e ngại. Nên là trong ai đi du lịch vào những cái tháng 11 đó thì hãy coi lại cái lực lệ mới của những cái hải quan mà chúng ta cần phải cập nhật. Đến đó thì Nguyên cập nhật cho các vị sau. Hiện bây giờ nó nói như vậy thôi, nó chưa trình bày cụ thể nó như thế nào, nên là Nguyên cũng không nắm rõ. Đó là bản tin liên quan về vấn đề y tế. Và bây giờ những bản tin lặt vặt chút xíu đó đây đã chia sẻ xong, chúng ta chuyển sang qua bản tin chủ đề yêu nước. Cỡ này chủ đề yêu nước được rất là được loan tả mãnh liệt ở tại Việt Nam. Mà cái chủ đề yêu nước của Việt Nam, các vị biết là gần đây đó thì cái phong trào đó, người trẻ Việt Nam, cách tuyên truyền của nhà nước đó,
họ khuyến khích những người trẻ sơn sơn nhà của mình, cái mái nhà của mình bằng lá cờ Việt Nam, cái nóc nhà của mình bằng lá cờ Việt Nam đó. Vậy như vậy là tượng trưng cho vấn đề yêu nước. Có nhiều người lấy những cái sổ mà mình hiến máu đó, màu đỏ đó, gấp thành lá cờ Việt Nam, vậy là cho là yêu nước. Rồi ngoài cái vấn đề yêu nước ra thì còn họ phải đi săn lùng bắt những anh chị em nào mà ở nước ngoài, hay là những ca sĩ ngày hôm nay họ lên tiếng, nhiều ca sĩ đã từng trình diễn ở nước ngoài mà trong đó có lá cờ vàng thời Việt Nam Cộng Hòa, thì và họ lên án. Và ngày hôm nay có hàng loạt ca sĩ nghệ sĩ của Việt Nam phải đứng ra xin lỗi vì vô tình, vì chúng tôi vô tình chụp hình với những fan hâm mộ với cái lá cờ vàng, vân vân và vân vân. Nói chung là bây giờ là cái phong trào yêu nước, và cái cách này Nguyên không phải là yêu nước. Đối với Nguyên đây là cái vấn đề, nó vấn đề ngộ lắm. Không phải là các quý vị mặc cái áo cờ đỏ là các quý vị là đỏ đâu. Không phải các quý vị mặc áo cờ vàng là các quý vị vàng đâu. Nha. Yeah. Nó chỉ là hình thức bề ngoài mà thôi. Không phải là sơn vô tường lá cờ đất nước là mình yêu đất nước đâu. Nha. Yeah. Nó không nói lên bản chất của con người. Tất cả cái đó nó chỉ là bề ngoài hình thức. Vì cái hành động nó mới dẫn đến cái sự thành quả, chứ không phải qua những cái màu sắc quần áo mình mặc. Các vị có đồng ý Nguyên không? Khi lúc đó thì Nguyên thắc mắc mấy ông bà Việt Nam đó. Cái vấn đề yêu nước nó rất là rõ mà nó rất là dễ. Khi lúc đó chủ quyền Việt Nam chúng ta đang bị Trung Quốc giẫm đạp, chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa chúng ta, lưỡi bò của Trung Quốc nó hiển nhiên rồi đó, thì chẳng có đứa trẻ nào, chẳng có thanh niên trẻ nào, chẳng có một cái phong trào nào để đấu tranh để giành lại quyền lợi hết, mà cũng không cho người ta nói. Khi lúc đó đấu tranh cho quyền lợi chủ quyền của đất nước, điển hình có đứa nào làm không, có ai lên tiếng không? Vậy sơn cái lá cờ để làm cái gì? Khi lúc đó những cái vấn đề cần thiết phải làm nó đang điển hiên ở đó, nó đang điển hình ở tại trước mặt mình luôn, thì cả chính phủ cũng còn cấm. Ngộ gì? Rồi ngộ quá. Khi lúc đó đâu phải là không có chuyện. Vấn đề yêu nước là vấn đề cái gì? Phải hiểu được đất nước là cái gì đã. Đất nước không phải là chính phủ. Nguyên đã nói cái nhiều cô chú anh chị em người dân Việt Nam á, Nguyên phải nói dùng một cái câu là cái sự nhận thức về đất nước họ không hiểu tỉ đất nước là gì. Đất nước không phải là chính phủ. Chính phủ là nhất thời, một cái thời đại sẽ có một cái đường lối chính trị và có một chính phủ cai trị hay lãnh đạo. Vậy chúng ta nhìn lại cái quá khứ nhà Lê, nhà Trần, nhà này, nhà kia, biết bao nhiêu đời vua chúa đã qua. Họ cũng có một thời rồi họ sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng đất nước Việt Nam nó vẫn còn tồn tại. Người Việt Nam còn là đất nước còn.